Kính chào quý khách. Thì bên mình nó vẫn nhận làm những cái siêu tải nha, những đơn siêu tải. Đây là một đơn siêu tải 4,4 kW cho một anh ở bên Campuchia. Thì những đơn siêu tải này thì để tính toán được công suất đầu ra thực của nó thì không đơn giản nha, không đơn giản. Làm rồi dựa vào những cái thất bại, những kinh nghiệm á, đúc kết từ từ ra, đúc kết từ từ ra, chọn bo điều khiển, nói chung nhiều thứ lắm, liên quan lắm. Nhưng hiện tại bên mình vẫn nhận nha, nhận những bộ siêu tải này nè. Thì bộ siêu tải này một lát hiện tại cái bo nguồn nó đang có vấn đề. Cái bo nguồn trên đây nè, nó đang có cái vấn đề. Sau khi mình chỉnh sửa lại đó, mình sẽ test lại cho anh em xem. Thì shop cũng còn hai cái rất là mới luôn, cũng 4,2 kW, cái này cực kỳ mới luôn nha, mới 99% luôn. Cái này trên máy, cái này trong cái cánh tay robot á, mà loại mà siêu tải loại lớn á, tháo xuống thì bên ngoài nó có cái vỏ, cho nên là nó còn rất là mới. Thì hai cái này sắp tới mình cũng làm một cái, là một cái siêu tải cho anh khách. Tua này 2024 thì nó cao hơn tua kia. Cái này đặc biệt á, là nó có tận hai cổng nha. Hai cổng này á, cái này là cái đầu tiên mình thấy nó có hai cổng điều khiển á. Mình sẽ mở ra bên trong, liệu hai cổng này đấu nối tiếp với nhau, à đấu song song chứ, đấu song song nối tiếp với nhau, hoặc hay là nó là một, là hai, gọi là hai máy riêng biệt, tức là ví dụ như một thông thường những động cơ sạc vôi nè đấu hai sao, thì liệu cái này có phải là một sao không, cái này có phải là một sao không, và khi chạy chỉ một sao thôi á thì nó có ưu điểm gì và nhược điểm gì so với chạy một lúc hai sao, và công suất có như thế nào. Thì cái này á, mình đem về mình cũng suy nghĩ, mình cũng muốn mở ra. Cái này là cái thắng nè, này nó không nói rồi, mình cũng đem về mình muốn mở ra để mình xem cái kết cấu bên trong á. Chứ có hộp điện này nè, mình hộp điện này mình mở rồi nha, thì mình thấy là nó hai dây này chụm lại, giống như hai dây trắng này, nó chụm vào, nó riêng biệt luôn, nhưng mà sau đó nó quấn băng keo lại. Cho nên có thời gian mình muốn mở băng keo ra, mở ra hết luôn, sẵn mình tháo bỏ cái thắng á, mình mở ra hết, mình xem là liệu nó chạy một pha một sao riêng biệt hay là hai sao. Thì cái này mới, cái này còn mới tinh luôn nha. Thì khách đã lấy một cái rồi, còn một cái thôi. Khi mà những cái trụ này nè, mình sẽ tính vào giá cho những khách nào lấy cái chế điện gió đó. Tại vì sao? Tại vì cái áo của cái cốt rồi nè, nó có nhiều ưu điểm là mình có thể hàn lên trên luôn, mình có thể hàn những cái cánh quạt á để chạy trực tiếp á, có những ưu điểm như vậy. Ok, thì mình muốn giới thiệu tới bộ công suất cho những cái động cơ siêu tải á. Khách nào cần inbox nha, thì tùy công suất
có thể lên 10 kW, 15 kW, mình vẫn làm, mình vẫn làm và tính toán công suất đầu ra sao cho đạt tối ưu nhất có thể, ví dụ như 95% chẳng hạn. Như một cụm này khoảng 5-6 kg, 5-6 kg. Ok, khách nào cần nhu cầu inbox nha.